Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của năm loại mắt, hoặc thế gian xuất thế gian của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của năm loại mắt và cái danh thế gian xuất thế gian của sáu phép thần thông. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của năm loại mắt là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của năm loại mắt, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của năm loại mắt và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của sáu phép thần thông, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của năm loại mắt là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của năm loại mắt, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của năm loại mắt và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sáu phép thần thông, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của năm loại mắt là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của năm loại mắt, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của năm loại mắt và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của sáu phép thần thông, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của năm loại mắt là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của năm loại mắt, hoặc khả đắc bất khả đắc của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của năm loại mắt và cái danh khả đắc của sáu phép thần thông, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của năm loại mắt là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sáu phép thần thông là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh mười lực của Phật và cái danh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh mười lực của Phật là Đại Bồ Tát? Chính cái danh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát?
Bạch Thế Tôn, hoặc thường vô thường của mười lực của Phật, hoặc thường vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thường vô thường của mười lực của Phật và cái danh thường vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của mười lực của Phật, hoặc lạc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh lạc khổ của mười lực của Phật và cái danh lạc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của mười lực của Phật, hoặc ngã vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh ngã vô ngã của mười lực của Phật và cái danh ngã vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của mười lực của Phật, hoặc tịnh bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tịnh bất tịnh của mười lực của Phật và cái danh tịnh bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của mười lực của Phật, hoặc không bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh không bất không của mười lực của Phật và cái danh không bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của mười lực của Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của mười lực của Phật, hoặc hữu tướng vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của mười lực của Phật và cái danh hữu tướng vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng,
các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của mười lực của Phật là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 32.